dùng sinh cam với là kêu đồng tiền. Chiếc Sonic 150, xe này nó bị vọng nồi, nồi nó tụt lỡ số, với lại cái đồng tiền nó kêu á, rồi xin cam nó dùng, nó tăng cao nó muốn hư luôn, thì xe này sẽ bảo trì hết luôn cái nồi nè, đó. Chạy lâu ngày giờ nó rơ rồi nè, bố rồi giờ nó cũng tụt rồi, chạy hết bốc rồi, đồng tiền thì nó hơi hở, nó hơi kêu cạch đó. Rồi cái tăng cam muốn ở dưới cái sinh cam giãn luôn. Thì giờ mình sẽ làm bảo trì hết cục máy ha. Rất ra canh đồng tiền đồ lại hết luôn. Ok. Thường Winner với Sonic á chạy tầm mười mấy 20 ngàn cây là nó sẽ bị tùy chiếc. Có chiếc chạy 7-8 ngàn bị nữa. Bây giờ mình làm hết thì mình sẽ quay. Còn mình nổ máy cho anh em nghe ha. Mình test cái đồ bắt của cái nồi. Rồi lại số này kia rồi cắt hoàn hảo hết. Quay chiếc Sonic thì mình rớt cam ra canh mấy đồng tiền rồi lại nè, nó bị giãn nó kêu luôn rồi, thì mình thay cái gồng sinh cam mới luôn nha. Đây. Cam của đèn luôn nha, cam cũ nó giãn rồi. Giờ mình sẽ thay đồng tiền dùng thuốc điện tử với thuốc lá canh lại hết luôn cho nên máy xong rồi mình nổ máy cho anh em nghe nhở. Rồi chiếc Sonic thì xe này mình thay tăng cam, sinh cam, chỉnh đồng tiền, canh lại hết, làm nồi chống vọng luôn. Thì cái chuồng heo mình làm lại hết nha. Đây, để cho anh em xem ha. À, không? Nãy gì nó rơ, chạy lâu ngày rơ, rồi này mình canh lại hết. Nhưng mà nó vẫn có độ nhịp chút nha anh em, chứ không phải cứng ngắc nha. Xe này là nồi Uma 5 độ số, thay là bố nó tắt, thay cái lọc gió được chơi, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, bỏ vô zin luôn. Nồi 5 độ số Uma nha. Giờ mình lắp vô nè, mình test cho anh em xem khác biệt. Giờ này mở cổ bồ, móc nhẹ bồ, làm lại hết bảo trì ăn Tết nha. Chạy cũng nhiều rồi, mấy chục ngàn cây rồi. Thay sinh cam, làm nồi, bảo trì hết luôn. Mời các anh em xem lấy nha. Đây, tiếp tục công việc. Radio nồi bô, quay nồi, vô dọn. Học về, học về. Sonic 125. Cục máy độ đang ráp ở đây.